Xin chào tất cả các bạn. Thì dạo gần đây trên internet gọi lên một cái thông tin là Xiaomi sẽ phát triển cái hệ điều hành mới gọi là Xiaomi Hyper OS 1.0. Và cái hệ điều hành Xiaomi Hyper OS này đã được CEO Lô Quân của hãng Xiaomi là confirm xác nhận là sẽ được ra mắt cùng với cái Xiaomi 14 vào ngày 31 tháng 10, cuối tháng 10 sắp tới đây. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem Xiaomi Hyper OS 1.0 nó sẽ mang lại những cái điều gì cho những cái dòng thiết bị Xiaomi và Redmi nhé. Cũng trong thời gian hiện tại đây thì cũng đã có một vài những cái tính năng của Xiaomi Hyper OS được chích xuất ra để giúp cho chúng ta có thể cài lên những cái thiết bị Xiaomi và Redmi khác. Thì trong video này mình sẽ tổng hợp cho các bạn một vài những cái tính năng mới cũng như là cách mà chúng ta có thể mang lên những dòng thiết bị Xiaomi và Redmi nhé. Thì trong cái video này mình cũng sẽ tổng hợp cho các bạn xem những cái thay đổi của MIUI so với cái HyperOS trên một vài những cái app hệ thống nha. Thì ở bên tay trái mình có Redmi Note 13 Pro, còn bên tay phải là K40 Gaming. Thì các bạn có thể thấy cái giao diện của nó nè. Thì bên tay trái trên Redmi Note 13 Pro vẫn là những cái icon mặc định của MIUI. Ở bên tay phải thì mình có Redmi K40 Gaming là mình đã cài cái icon của HyperOS. Thì các bạn có thể thấy là những cái điểm khác nhau của nó cũng có đôi chút nha. Ví dụ như là thư viện nè. Thì ở bên đây nó có một cái chấm màu trắng bên phải, còn ở thư viện của HyperOS nó nằm bên trái. Rồi, thì kể cả những cái ứng dụng khác nó cũng có một vài những cái thay đổi nhưng mà mình thấy không nhiều đâu nha. Ví dụ như là cái cửa hàng nè, thêm nè. Đó, nó cũng có thay đổi nhưng mà cũng không nhiều. Chỉ thay đổi một chút gì đó thôi. Nhưng mà chúng ta cũng có một cái bộ icon mới của cái HyperOS. Ngoài icon thì chúng ta có một cái bộ hình nền mới của HyperOS nó như thế này đây. Các bạn thấy nó cũng tương tự như là MIUI 14 vậy đó. Nhưng mà nó cũng có những cái điểm khác biệt nha. Thì để mà đem được cái những cái hình nền này cũng như là bộ icon này lên trên những dòng thiết bị Xiaomi. Thì hình nền thì chúng ta dễ dàng thôi. Hình nền các bạn có thể tải cái file mà mình để trong phần mô tả video. Mình để là wallpaper đó. Thì các bạn có thể tải về và các bạn dễ nén vào cái thiết bị các bạn thôi. Thì nó sẽ gồm rất là nhiều những cái hình nền của HyperOS như thế này. Có những hình rất là đẹp nha. Rồi, nhưng mà còn cái icon á thì chúng ta sẽ gặp đôi chút khó khăn đối với những cái dòng máy chạy gom gốc cũng như là gom global nha. Vì những cái icon này nó sẽ đi trong cái theme là HyperOS này nè các bạn. Nhưng mà cái theme HyperOS này hiện tại nó chỉ có file MTZ. Thì file MTZ thì các bạn phải sử dụng là gom EU thì mới có chỗ nhập. Hoặc là các bạn sử dụng những cái gom bên thứ ba đó mà nó có cái chỗ nhập như thế này nè thì các bạn mới có thể là nhập cái theme HyperOS vào. Thì nó chỉ nặng khoảng 2.22 MB thôi các bạn. Thì mình cũng để cái MTZ của cái theme HyperOS này bên trong phần mô tả video nha. Còn riêng đối với những các bạn mà sử dụng GOM Global cũng như là GOM chưa good đó thì các bạn phải sử dụng thêm một cái phần mềm là MTZ Test để các bạn có thể áp dụng nha. Nhưng mà sử dụng qua cái MTZ Tester thì các bạn sẽ không có được cái độ ổn định. Các bạn áp dụng cái icon thì một thời gian nó cũng trở lại mặc định bình thường. Thì hiện tại thì theo thông tin mình biết đó thì Xiaomi cũng đang cập nhật cái theme HyperOS này lên trên cửa hàng theme thì có lẽ là trong thời gian sắp tới thôi. Thì nếu các bạn chưa cài được hiện tại thì các bạn cũng chờ một thời gian nữa nhé. Thì nó sẽ có trên cửa hàng theme cho chúng ta tải về và áp dụng. Cái thay đổi tiếp theo của MIUI so với HyperOS nó đến từ cái thanh Control Center. Thì các bạn có thể so sánh ở đây bên trái là Control Center của MIUI 14 và bên phải là mình đã cài cái Control Center của HyperOS. Thì trên MIUI 14 chúng ta có thể là lướt qua như thế này. Nhưng mà trên cái HyperOS chúng ta chỉ có thể lướt dọc nha. Và chúng ta chỉ có thể edit và chúng ta thêm hoặc bớt cái tính năng vào thôi. Nhưng mà chúng ta không còn vuốt ngang được, chúng ta chỉ có vuốt dọc. Và nó cũng thay đổi cái chỗ này một chút xíu này các bạn. Thì cái này là tùy theo cá nhân của mỗi người nhìn nha. Có thể là bạn sẽ thích cái cũ của MIUI 14 nhưng mà có những bạn thích cái của HyperOS. Thì để mà cập nhật cái Control Center lên trên những dòng thiết bị của các bạn đó thì các bạn chỉ cập vào link trong phần mô tả video của mình tải về cho mình cái file System UI plugin phiên bản 15 chấm này nha. Thì ở cái phiên bản 15 này nè là những cái app hệ thống của HyperOS được chích xuất ra. Nó sẽ đi cái phiên bản là 15 ở đằng trước như thế này. Thì sau khi các bạn cập nhật cái System UI plugin này vào thiết bị của các bạn đó thì nó sẽ để tên là trình cắm UI hệ thống, các bạn bấm cập nhật như thế này. Ok. Thì lúc này các bạn sẽ có được cái thanh là Control Center của HyperOS. Còn bây giờ ví dụ như sau khi mà các bạn nâng cấp cái trình Control Center của HyperOS mà các bạn muốn trở lại mặc định của MIUI thì các bạn chỉ cập vào cài đặt. Chúng ta sẽ vào tiếp cái chỗ là ứng dụng và quản lý ứng dụng nha. Tên của cái app mà các bạn vừa cài đó, trình cắm UI hệ thống đó. Đây, phiên bản mà chúng ta vừa cài là 15 chấm nè. Chúng ta chỉ cần gỡ cài đặt update ra. Rồi, bây giờ trở ra các bạn vuốt xuống thì nó sẽ trở lại cái thanh của MIUI 14 như thế này. Thì tùy theo mỗi người nha, muốn xài của cái
iPhone OS thì các bạn cập nhật cái file trình cấm UI hệ thống vào, không thì chúng ta gỡ ra trở lại màn hình. Trên iPhone OS thì nó cũng mang tới một cái giao diện thông báo mới, khi mà chúng ta có những cái thông báo đó thì nó sẽ chạy một cái thanh ở trên cái dãy ở trên của cái thiết bị chúng ta. Thì ở đây mình có một cái video khi mà chúng ta ghim sạc thì nó sẽ có một cái thông báo như thế này, các bạn có thể tham khảo nha. Khi chúng ta ghim sạc thì trên này nó sẽ báo quick charging như thế này đó. Rồi, thì cái này thì khi nào mà có HyperOS ra thì chúng ta cập nhật thì chúng ta mới có thể sử dụng những tính năng này nhé. Cái thay đổi lớn của HyperOS là nó sẽ có tùy chỉnh màn hình khóa rất là sâu nha các bạn. Mình có một cái đoạn video cho các bạn tham khảo ở đây. Thì chúng ta có rất là nhiều cái những cái kiểu tùy chỉnh màn hình khóa mà mình thấy nó khá là giống với Android 14 luôn đó. Thì chúng ta có thể chỉnh được rất là nhiều những cái thành phần trên màn hình khóa nè, từ cái phông chữ cho tới là cái đối tượng cũng như là kiểu chữ đồng hồ, rất là nhiều những cái tùy chỉnh. Thì những cái này là chỉ là được lách ra thôi, chúng ta chưa có thể trải nghiệm ngay lúc này nha. Thì chúng ta sẽ đợi khi mà HyperOS ra mắt thì chúng ta sẽ tiến hành cập nhật và chúng ta trải nghiệm. Tiếp theo thì mình sẽ cho các bạn xem cái sự khác biệt cái chỗ mà chúng ta vào cái phần pin bên trong cài đặt đó. Thì cái bên đây là của MIUI, còn bên đây là cái app hệ thống của HyperOS nè. Các bạn có thể thấy là HyperOS nó sẽ sắp xếp cái danh sách như thế này. Còn ở bên MIUI thì chúng ta có tùy chỉnh những cái chế độ bằng cách bấm vào như thế này. Và chỗ này nó có một cái chỗ là Battery Setup nè. Thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta có thể là xem cái ứng dụng nào nó gây hao pin và chúng ta có thể tiết kiệm pin. Thì mình thấy nó cũng thay đổi đôi chút gì đó thôi, cũng không nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ cái chỗ này nó có cái chỗ bấm vào Battery thì bên đây nó không có nữa nha. Nó chỉ còn như thế này nè. Rồi, ở bên ngoài của cái phần bảo mật đó thì nó cũng có cái sự thay đổi ở chỗ này nha. Nó làm lại cái giao diện của cái phần bảo mật nè. So với cái bên MIUI thì nó có thay đổi như thế này. Thì hiện tại những cái app này đó khi mà chúng ta cập nhật vào thì các bạn phải chấp nhận sử dụng tiếng Anh. Thì để mà cập nhật cái tính năng này nè lên trên những dòng thiết bị Xiaomi khác thì các bạn sẽ tải cái file mà Security 8.2.6 được trích xuất từ HyperOS ra nha. Thì các bạn cập nhật trên thiết bị của các bạn, nhưng mà lưu ý là nó chỉ có tiếng Anh nha. Thì sau khi chúng ta cập nhật Security này thì bên trong cài đặt của những dòng thiết bị Xiaomi của các bạn đó, vào pin và hiệu suất nó sẽ có giao diện như thế này. Và vào cái chỗ là bảo vệ riêng tư thì nó sẽ như thế này đây. Nó có sự thay đổi so với cái MIUI 14. Đây là cái giao diện của phần mềm quản lý file bên MIUI và bên HyperOS. Thì các bạn có thể thấy là HyperOS nó làm ở đây là hai cái chỗ nó đưa xuống dưới này rồi. Còn ở trên đây thì chúng ta có cái chỗ gần đây và lưu trữ nó nằm ở trên. Thì nó thay đổi cái giao diện một chút xíu như thế này. Và chúng ta bấm vào cái chỗ thêm để chúng ta có thể sổ ra thêm cái danh sách của nó. Thì nhìn nó cũng khác biệt hơn. Thì đây là cái phiên bản file manager của HyperOS. Thì chúng ta sẽ cập nhật nó bằng cái cách là chúng ta sẽ tải cái file manager 5.0 này nha. Và các bạn tiến hành cài đặt trên thiết bị của các bạn để chúng ta có thể mang được cái giao diện của file manager trên HyperOS lên trên những dòng thiết bị Xiaomi khác. Đây là giao diện app ghi chú của MIUI so với HyperOS. Thì HyperOS hầu như là nó sẽ thiên về những cái tác vụ nó đưa xuống dưới như thế này nè các bạn. Còn đối với MIUI thì chúng ta sẽ nằm ở bên trên. Đây thì mình thấy nó cập nhật giao diện thôi, còn tính năng thì cũng không khác gì mấy. Thì hầu như hiện tại thì những cái app hệ thống của Xiaomi đang dần dần cập nhật theo cái giao diện của HyperOS. Thì các bạn muốn tải những cái phiên bản mới này thì mình đều để trong phần mô tả video nha. Thì mình cũng chia sẻ cho các bạn xem cái sự khác nhau giữa hai cái giao diện đó. Thì tùy theo các bạn muốn cài thì cài đặt cập nhật cái APK vào thiết bị của các bạn. Đây là giao diện của gọi điện và liên hệ. Thì các bạn có thể thấy nè, cách chúng ta phân biệt những cái app hệ thống của HyperOS nó đều đưa những cái chức năng xuống dưới này hết. Đây, gần đây, liên hệ. Còn ở bên MIUI thì chúng ta gần đây liên hệ nó nằm ở trên. Thì nó làm lại giao diện để cho nó khác so với MIUI đó các bạn. Thì ngoài những cái giao diện thì mình không thấy nó thêm tính năng mới nha. Những cái app này thì mình thấy nó chỉ cập nhật giao diện thôi. Thì đối với cái trình gọi điện và danh bạ thì các bạn sẽ cập nhật cái contact và dialer này nha. Với cái app nhắn tin cũng vậy luôn. Đối với cái HyperOS thì nó đều đưa cái chức năng xuống dưới này. Còn ở bên MIUI thì chức năng nằm trên. Thì mình thấy nó chỉ khác nhiêu đó đó. Thì đối với cái tin nhắn thì các bạn sẽ cài cái messaging này nha. Ngoài ra thì nó còn một vài những cái app khác giống như là Wallpaper hay là app Vault. Thì những cái này đều được trích xuất trên cái HyperOS ra để chúng ta có thể cài đặt lên trên những thiết bị Xiaomi khác. Nhưng mà khi mà chúng ta cập nhật cái APK thì có thể là đối với tùy dòng máy nó sẽ khác nhau nha. Thì các bạn cứ cập nhật trên máy các bạn và các bạn xem nó có thay đổi như thế nào. Còn nếu mà chúng ta gặp lỗi trong quá trình mà chúng ta sử dụng thì các bạn có thể gỡ cập nhật của cái APK chúng ta vừa cài vào để chúng ta trở lại phiên bản mặc định nhé. Thì cái mà mình thấy nó thay đổi nhiều nhất chỉ là cái system UI trình cấm dịch vụ hệ thống này nè.
để khi mà chúng ta cài vào chúng ta có được cái control center của HyperOS thôi. Còn ngoài ra thì những cái khác mình thấy nó cũng chỉ cập nhật những cái giao diện nhỏ nhỏ gì đó thôi, cũng không khác gì mấy. Thì mình có cảm giác giống như là Xiaomi sẽ chỉ là đổi tên từ MIUI 15 thành cái Xiaomi HyperOS 1.0, chứ nó cũng không mang lại những cái gì nó quá là nâng cấp. Thì cái này là tùy theo cảm nhận của mình thôi. Thì khi mà Xiaomi HyperOS 1.0 ra mắt thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm sau nhé. Còn video này thì chúng ta cùng cập nhật và mang những cái tính năng mới của Xiaomi HyperOS lên trên những dòng thiết bị MIUI khác thôi. Thì video này của mình chia sẻ cho các bạn những cái tính năng mới cũng như là một vài những cái hệ thống được chính thức từ Xiaomi HyperOS sang cho những dòng thiết bị MIUI 14, 13. Thì nếu mà các bạn thích thì cài APK vào nhé. Còn không thích thì chúng ta gỡ rồi cài đặt cập nhật trở lại phiên bản bình thường. Video này của mình đến đây xin tạm dừng. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.